Nani? Đây là Heo, năm nay hơn 3 tuổi, nặng 3 cân và đang là mẹ của hơn 20 đứa con, cùng một số không thể đếm hết được những đứa cháu chắt và chút chị. Một con mèo đã dành cả đời để ăn, ngủ, chơi và đẻ. Trông nó ngáo ngáo thế này thôi, nhưng Heo nuôi con khéo lắm. Mẹ tôi vẫn hay tấm tắc khen nó như thế, dù tôi chưa bao giờ thấy nó cầm một cuốn sách nuôi dạy mèo nào mà đọc cả. Mèo con đến tầm 1 tháng tuổi là Heo bắt đầu cho con tập ăn. Có hôm, nó dành cả buổi, ngồi ngoao ngoao, cọ cọ làm núng ở dưới bếp, gào khan cổ ra, thì được tôi ném cho một miếng giò. Tưởng nó sẽ thích chí mà rơi luôn. Ai dè, nó cắp miếng giò ấy, lại ngoao ngoao, chạy tót lên nhà, gọi con. Cứ mỗi lần cho con ăn như thế, Heo sẽ ngồi hau háu bên cạnh, nhìn đắm đuối vào miếng thịt. Chỉ chờ khi nào đàn con nó non ê, ngồi liếm tay liếm chân, thì Heo mới phi vào, dọn dẹp nốt. Còn thịt thì ăn thịt, còn xương thì gặm xương, không còn gì thì nó liếm đất. Heo thích ở với người, nhưng không thích vồ vập. Nó không thích được bế, nhưng lại khoái trèo đầu cứ cổ tôi. Trừ cái lúc thèm ăn ra, nó chẳng bao giờ chủ động dính lấy người cả. Nhớ hơi người lắm thì nó mới meo meo đến gần, rồi nằm xuống cách đấy một đoạn. Tôi không hiểu tại sao người ta lại nói chảnh chó. Nom hai con nhóc này đi, có tí nào gọi là chảnh chọe không? Lại nhìn nhóc con này đi, cả người nó ngời ngời lên cái khí chất mà người ta gọi là tầm bất biến giữa dòng đời vạn biến, kể cả lúc thế này đây. Thôi được rồi. Đa số thời gian, Heo lặng yên và tư lự. Mỗi lần thấy nó như thế, nếu có rảnh hơi thì tôi sẽ tự hỏi, nó đang nghĩ cái gì đấy? Nó có nghĩ về tương lai, về một cái chuồng rộng rãi, về một chàng mèo khỏe đẹp và những bữa ăn thịt thả bao no hay không? Hay nó có nghĩ về quá khứ, về những người bạn cũ đã từng sống cùng nó trong căn nhà này, về những đứa con lớn lên đã tách đàn và đi nơi khác? Hay nó có nghĩ về những ước mơ, hoài bão, sứ mệnh cuộc đời hay ý nghĩa mưu sinh cao cả hay không? Tôi ngẩn người nhìn con Heo đang quay đít về phía mình, nghĩ nghĩ một hồi mà vẫn không tìm ra được đáp án. Vì tôi là con người và nó là con mèo. Tôi không biết nói tiếng mèo, cũng như nó không biết nói tiếng người vậy. Nhưng mà nhìn cái mặt Heo lúc này, có lẽ kiếp mưu sinh của nó cũng không đến nỗi nào.